Mình là Minh Triệu, hiện tại là Triệu đang làm công việc người mẫu. Mình là Kỳ Duyên, mình là Hoa hậu Việt Nam 2014. Đội cam là làm tới bến, Triệu Duyên là cho tới cung. Sting với các thành phần phù hợp quy định của FDA Hoa Kỳ. Cung vị dâu ngon sảng khoái, cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Sting bật năng lượng, sống bứt phá. Mình là Quốc Thiên, mình là ca sĩ, mình cao 1m68. Mình là Dương Anh Quân, mình là một người mẫu tự do và chiều cao của mình là 1m86, đối ngược với cả 68. Đội đen 68 86. Let's do this game. Tôi là Trung Minh Vũ. Và tôi là Vũ Xuân Tiến. Chúng tôi đã làm phóng viên, biên tập viên. Chúng tôi sẽ đến đây với sự nhiệt tình và tinh thần fair play và chơi hết mình. Chúng tôi là Say Ngã. Xin chào tất cả mọi người, mình là Emily. Hiện tại thì Emily là ca sĩ, diễn viên tự do. Xin chào tất cả mọi người, mình là Quốc Anh. Hiện tại mình là diễn viên và người mẫu tự do. Báo Hồng đồng lòng quyết chiến. Xin chào, em tên là Emma Nhất Khanh. Bây giờ em đang là kiểu ca sĩ và diễn viên. Xin chào mọi người, mình tên là Tôn Kinh Lâm. Công việc hiện tại của mình là diễn viên. Đội đỏ, tuy nhỏ nhưng mà có vợ đấy. Tôi là Lưu Gia Huy, là diễn viên và người mẫu. Tôi là Hoàng Thị Hạnh. Trước đây tôi là vận động viên taekwondo và bây giờ tôi là Á hậu châu Á 2017. Đội trắng. Có làm bạn lo lắng. Mình là SC Sơn Thạch, hiện tại mình là ca sĩ và diễn viên. Mình là diễn viên Bình An. Mọi người đừng quên cặp đôi mặn ngọt này nhé. Đội nâu không đoán được đâu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đỗ Mỹ Linh. Và mọi người cũng biết đến mình với tư cách là Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Mình là Lê Trung Tiền, thì công việc hiện tại của Tiền là người mẫu và đại viên. Đội Sạch Dương. Yêu hòa bình. Ghét chiến tranh. Nhưng mà đội nào muốn chiến tranh thì đội Xanh Dương xin. Sẵn sàng. Mình tên là Huy Trần. Huy hiện tại đang làm đại diện truyền thông cho một công ty đồng hồ tại Đức. Mình tên là Trần Hoàng Phương Johnny. Hiện tại John Trần đang là master trong phòng tập City Gym. Muốn vượt trước Thủ Huy là nhiệm vụ bất khả thi. Xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi là team vàng và đội của chúng tôi gồm có Lê Hằng, Hennie. Không có nhiều sức lực nhưng mà chúng tôi sẽ bền bỉ và cố gắng. Đó là tinh thần của chúng tôi mang đến trong cuộc đua kỳ thú này. Hay! Tự hào đồng hành cùng cuộc đua kỳ thú 2019.